Đây, một cầu hũ, hai cầu hũ màu vàng, ba cầu hũ màu vàng, bốn cầu hũ màu vàng, bỏ ra. Bông là màu. Đây là hũ môn. Hũ môn kết nhập bóng. Rồi, ở đây có mấy cầu hũ màu vàng hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, ở đây có mấy cầu hũ màu đỏ? 2, 3, 4. Ok. Đây là cái gì? Bóng. Ôi, giỏi quá, đây là chị bông. Ê, bỏ tay ra. Bỏ tay ra, không có cầm. Bóng hả? Bóng hả? Ê, rồi thầy, thầy nói nghe nè, thầy nói nghe nè. Đó, ê, đây là khung thành của đội màu đỏ. Đúng rồi. Giỏi.